Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của My. Và trong cái video trước, video chánh niệm phương pháp chữa lành của Đức Phật, thì mình đã giải thích cụ thể cho các bạn chánh niệm là gì, tại sao chánh niệm lại giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ đau rồi. Thì với những bạn nào mà chưa xem cái video đó, thì mình khuyến khích các bạn là nên xem lại cái video đó trước khi theo dõi cái video này. Thì mình sẽ để lại cái link của video đó ở dưới phần mô tả. Còn trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cái cách để thực hành chánh niệm trong đời sống hàng ngày bằng cái phương pháp tứ niệm xứ của Đức Phật. Tứ niệm xứ là gì? Xứ tức là nơi chốn, là địa điểm. Còn niệm là để tâm lưu ý, quan sát. Cho nên niệm xứ tức là để tâm quan sát đến một cái địa điểm, một cái nơi chốn nào đó. Thì tứ niệm xứ tức là chúng ta để tâm chúng ta quan sát, quán chiếu bốn cái đối tượng trong cuộc sống. Đó chính là thân, thân thể, là thọ, là cảm xúc, là tâm trí, suy nghĩ, và là pháp, là tất cả những cái hiện tượng sự vật ở trong đời sống hàng ngày. Vậy thực hành tứ niệm xứ trong đời sống hàng ngày như thế nào? Đầu tiên là quán thân. Để quán thân thì Đức Phật dạy là quán thân bất tịnh, tức là chúng ta cần phải quan sát cái thân thể của mình để nhận thấy được bản chất của thân là bất tịnh, tức là không thanh tịnh, không trong sạch, không có sạch sẽ. Nói đến đây thì có thể các bạn sẽ cảm thấy hơi tiêu cực một chút. Tuy nhiên thì mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao bản chất của cái thân thể là không thanh tịnh, không sạch sẽ. Bạn cứ hình dung đến thân thể của vạn vật ở trong vũ trụ này, thân thể của con người chúng ta này, của các loài động vật này, của tất cả các loài cây cối thực vật. Khi mà chúng ta còn sống, còn có cái nguồn năng lượng của cái sự sống ở trong cơ thể, thì khi đó cái thân xác này, cái thân thể này á, nó sẽ rất là hồng hào, nó rất là khỏe mạnh, nó rất là nhiều sinh khí, đúng không? Cho nên chúng ta thấy nó rất là đẹp đẽ và sạch sẽ. Tuy nhiên qua thời gian á, khi mà cái luồng năng lượng, cái luồng khí ở trong cơ thể á, nó càng ngày nó càng cạn dần á, thì cái thân xác này chúng ta có thể thấy được rằng là nó sẽ héo úa dần, nó khô héo dần qua thời gian. Dù là của con người hay là của động vật hay là của cây cỏ đều như vậy. Cho đến một lúc nào đó khi mà cái nguồn khí trong cơ thể nó đã cạn hết, tức là cái sinh vật đấy nó đã chết đi rồi, thì cái thân thể này nó sẽ dần dần phân hủy, tan rã, thối rữa dần ra và quay trở lại trở thành bùn đất. Cho nên về bản chất á, thì cái thân thể này á, nó là không có thanh tịnh, nó không có trong sạch. Hay ngay cả khi mà chúng ta còn đang sống đi, đang khỏe mạnh đi, thì chỉ cần các bạn một tuần không có tắm gội, không có vệ sinh thân thể thôi, thì chúng ta có thể thấy được rằng là nó sẽ như thế nào, đúng không nào? Có rất nhiều những cái chất bài tiết, rồi mồ hôi, rồi các cái tế bào chết, những cái da chết, nó bài tiết đào thải ra từng giây từng phút một. Cho nên chỉ cần một tuần hay là một vài ngày mà chúng ta không có tắm gội thôi thì nó đã rất là bẩn rồi. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng là bản chất của cái thân nó là bất tịnh, nó là không sạch. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới phải chăm sóc, phải tắm gội, phải vệ sinh cho nó hàng ngày là như thế. Cho nên là mục đích của cái việc quán thân bất tịnh ấy không phải là để chúng ta sợ hãi hay là chán ghét cái thân thể này, mà nó nhằm hai mục đích. Thứ nhất là khi mà bạn hiểu ra rằng cái thân thể á, bản chất của nó không có sạch sẽ gì, không có trong sạch. Thân thể của ai cũng như vậy, của con người cũng như vậy, của động vật, của cây cối cũng như vậy. Cho nên chúng ta sẽ không còn nhìn vào cái ngoại hình, cái thân thể vật chất này để mà phán xét, để so sánh, để đánh giá. Ví dụ bạn nhìn thấy một ai đó xinh đẹp chẳng hạn á, thì bạn cũng sẽ không có đố kỵ với người ta, cũng không có tự ti về bản thân mình.
hay khi mà bạn nhìn thấy một ai đó có những cái khiếm khuyết về mặt ngoại hình chẳng hạn á, thì bạn cũng không nên gièm pha hay là phán xét gì người ta cả. Bởi vì về bản chất thì ai cũng như ai thôi, thân thể là bất tịnh. Cái thứ hai nữa là bởi vì cái thân của chúng ta này đến một lúc nào đó nó cũng sẽ trở thành bùn đất, nó cũng sẽ tan rã ra. Cho nên chúng ta cần phải trân trọng cái giây phút hiện tại khi mà cái cơ thể này nó vẫn đang khỏe mạnh và lành lặn. Chúng ta cần trân trọng cái cơ thể này và tận dụng nó để làm tất cả những cái việc có ích trong cái kiếp sống này, không có để cái nguồn năng lượng nó lãng phí vào những cái việc nó vô ích, những cái việc tiêu cực. Thì đấy là cái mục đích của việc là quán thân bất tịnh. Khi chúng ta nhìn ra được bản chất của thân là bất tịnh, là không có thanh tịnh, thì thứ nhất là chúng ta không bám víu vào nó, không dựa vào nó để mà phán xét, để mà phân biệt. Và thứ hai là chúng ta trân trọng những cái giây phút khi mà bản thân mình vẫn còn đang lành lặn, để tận hưởng cuộc sống, để làm những việc có ý nghĩa trong cái cuộc đời này. Thì để quan sát thân thì Đức Phật đã dạy chúng ta là hãy quán thân trong thân, tức là quan sát, để tâm đến từng cái hành động, cử chỉ trong đời sống hàng ngày của mình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói rằng là khi mà tôi thở ra thì tôi biết là tôi đang thở ra, và khi mà tôi hít vào thì tôi biết là tôi đang hít vào. Tương tự như vậy với mọi cái hành động đi đứng nằm ngồi á, khi mà chúng ta đặt trọn vẹn cái tâm trí ý thức của mình vào những cái hành động của mình á, thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta tập trung làm những cái công việc nó được hiệu quả hơn. Và thứ hai á, là nó sẽ giúp cột cái tâm lại, giúp cho cái tâm bớt chạy đi lung tung, thì khi đó nó sẽ bớt đi được những cái phiền não không đáng có. Cái thứ hai là quán thọ. Thì Đức Phật dạy là quán thọ thị khổ. Tức là sao? Thọ là tất cả những cái cảm xúc vui, buồn, mừng, giận của chúng ta. Quán thọ thị khổ tức là quan sát thấy rằng bản chất của những cái cảm xúc ấy, nó đều là những cái nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Buồn hay là giận thì chắc chắn là khổ rồi đúng không nào? Nhưng mà vui và mừng thì thực chất nó có khổ không? Thì trên thực tế là có. Người ta nói rằng là niềm vui thì thường ngắn chẳng tày gang á. Bạn cứ để ý mà xem, bạn không bao giờ vui một cái gì quá là lâu cả. Bạn có thể vui trong một chốc một lát, nhưng rồi sau đó nó sẽ sinh ra những cái cảm xúc như là lo sợ mất đi cái niềm vui đó, hoặc là tham lam muốn có nhiều hơn, thành ra lại phải lao tâm khổ tứ, nghĩ cách nọ cách kia. Ví dụ như là bạn vừa mới được thăng chức đi, thì bạn có thể vui trong 1-2 ngày, nhưng mà sau đó thì bạn bắt đầu sinh ra cái sự lo sợ rằng là làm sao để mà giữ gìn được cái chức vị đó. Rồi bạn bắt đầu tham lam làm sao để mà được thăng chức nhiều hơn, thăng lên những cái chức cao hơn. Thì từ đấy nó bắt đầu sinh ra những cái lao tâm khổ tứ, nghĩ cách này cách khác. Hay ngay cả khi mà bạn được sống cùng với những người yêu thương của mình cả cuộc đời chẳng hạn á, thì đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ phải chia tay nhau. Đấy là khi mà chúng ta qua đời, đúng không nào? Thì nó cũng sẽ sinh ra cái nỗi buồn đau ở cái giây phút đó. Cho nên Đức Phật đã nhận thấy được bản chất của mọi cảm xúc, dù là vui hay là giận hay là buồn, thì nó đều chứa những cái nhân của khổ. Cho nên một khi mà chúng ta quan sát được là cái cảm xúc là cái nhân của khổ á, thì chúng ta không còn bị đắm chìm trong nó một cách mù quáng, mà chúng ta sống trong cái sự tỉnh thức. Bạn vẫn cảm nhận vui, bạn vẫn cảm nhận buồn, nhưng mà bạn quan sát nó chứ không phải là để nó dẫn dắt bạn đi. Ví dụ khi mà bạn vui á, thì bạn biết được là mình đang vui, biết mình vui vì điều gì, biết được rằng là khi nào thì cái niềm vui đấy nó mất đi. Hoặc khi mà bạn đang buồn á, thì bạn cũng biết là mình đang buồn, mình buồn vì chuyện gì và làm cách nào để hết buồn. Cho nên khi mà chúng ta đặt cái sự quan sát của mình vào mọi cái cảm xúc á, thì chúng ta sẽ biết cách kiểm soát, làm chủ nó, dẫn dắt nó theo cái ý muốn của mình,
thay vì là bị nó chi phối như lúc trước. Thì đấy là cái lý do tại sao chúng ta cần phải luôn quan sát chính những cái cảm xúc của bản thân mình. Cái điều thứ ba là quán tâm vô thường. Vô thường tức là luôn luôn thay đổi. Tâm là tâm trí, là suy nghĩ của con người chúng ta. Cho nên quán tâm vô thường tức là quan sát những cái suy nghĩ để hiểu được rằng bản chất của những cái suy nghĩ, của tình cảm của con người là luôn luôn thay đổi. Người ta đã chứng minh rằng là một ngày thì mỗi người có ít nhất là 72.000 suy nghĩ khác nhau. Mỗi một giây một phút đó, chúng ta đều nghĩ một cái suy nghĩ khác nhau. Có thể vừa bạn mới nghĩ cái này nhưng mà một lúc sau bạn đã nghĩ cái khác rồi. Bởi vậy khi mà bạn hiểu được vô thường là bản chất của suy nghĩ á, thì tất cả những cái mối quan hệ ở trong cuộc sống á, nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng. Có thể ngày hôm qua họ vẫn đang rất là yêu quý chúng ta, nhưng đến hôm nay họ đã quay sang không còn quý mến nữa, hoặc thậm chí là ghét. Thì đấy cũng là cái điều bình thường, bởi vì tất cả nó đều là vô thường. Trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào cũng thế, khi mà chúng ta không hiểu về bản chất của cái sự vô thường á, thì khi mà người ta thay lòng đổi dạ thì chúng ta thường hay trách là tại sao hôm qua vẫn còn vui vẻ như vậy mà đến hôm nay đã như thế này. Mà chúng ta cứ mãi nhìn về quá khứ để luyến tiếc, để đặt ra những cái câu như là giá như thế này, giá như thế kia. Tuy nhiên á, khi mà chúng ta hiểu được bản chất của suy nghĩ, của tình cảm con người á, là luôn luôn thay đổi, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ngày hôm qua là một chuyện, hôm nay nó có thể khác, và ngày mai á, nó có thể khác hơn nữa. Cho nên không việc gì mà chúng ta cần phải luyến tiếc quá khứ, và cũng không cần thiết phải lo lắng đến tương lai. Chúng ta chỉ cần tập trung vào cái giây phút hiện tại này. Nếu mà ở hiện tại này á, chúng ta vẫn còn dành tình cảm yêu thương cho nhau, thì chúng ta hãy cư xử với nhau một cách thật là tử tế và tốt đẹp trong chính cái giây phút hiện tại này. Như vậy là đủ. Còn nếu tương lai nó có thay đổi như thế nào thì đấy là câu chuyện của tương lai. Bởi vì bản chất của vạn vật nó luôn luôn là vô thường, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng hay là cố tìm cách kiểm soát bất kỳ một cái mối quan hệ nào. Và cái điều cuối cùng cần phải quan sát đó, chính là quán pháp vô ngã. Pháp tức là mọi cái hiện tượng, sự vật xung quanh mình này. Ngã tức là cái tự tính của vạn vật, tức là cái tính chất tồn tại độc lập. Và vô ngã tức là không có tự tính, không tồn tại độc lập, mà tồn tại phụ thuộc vào những cái khác. Quán pháp vô ngã tức là quan sát thấy rằng bản chất của vạn vật, vạn cái hiện tượng sự vật trong cuộc sống này ấy, thực chất nó không phải là những cái thứ độc lập tách rời khỏi nhau, mà nó phụ thuộc, nó hòa trộn lẫn nhau. Ví dụ như là bạn nhìn một cái bông hoa đi, và bạn thấy nó là một cái bông hoa độc lập. Nó không phải là cái bông hoa khác, nó không phải là cái chiếc lá hay là cái sự vật gì khác, mà nó chính là cái bông hoa đó. Tuy nhiên thì về bản chất, cái bông hoa đấy nó không phải là cái thứ độc lập như vậy. Để có được cái bông hoa đó thì trước tiên phải có cái cây hoa, đúng không? Và cái cây hoa đó nó tồn tại được là do đâu? Thì nó phải nhờ có một cái hạt giống. Và nếu cái hạt giống đó không có đất, không có nước, không có không khí, ánh sáng, không có cái công chăm sóc của cái người trồng cây ấy, thì nó cũng không thể thành cái cây hoa để mà thành cái bông hoa được. Cho nên sở dĩ tồn tại được cái bông hoa là nó phải nhờ sự hội tụ của rất nhiều những cái yếu tố: hạt giống này, đất, nước, không khí, ánh sáng, công chăm sóc. Thì tất cả những cái yếu tố đó người ta gọi là những cái duyên. Và khi mà hội tụ đủ duyên thì nó sẽ sinh ra pháp. Cho nên người ta nói là do duyên mà sinh và vì duyên mà diệt là như vậy. Cho nên cái cơ thể của chúng ta hay là bất kể một cái sự vật hiện tượng nào trong cuộc sống á, thực chất nó tồn tại đều là do cái sự hội tụ của tất cả những cái yếu tố khác. Và khi mà những cái yếu tố đấy nó tan rã đi ấy, thì cái pháp đó, cái hiện tượng đó nó cũng sẽ dần tan biến theo.
khi mà chúng ta hiểu được về cái bản chất thực sự của các hiện tượng trong cuộc sống á, đều là do duyên mà sinh và vì duyên mà diệt ấy, thì chúng ta sẽ hiểu được một điều rằng là trong mỗi một vật thực chất đều chứa đựng tất cả cái vũ trụ này. Trong cái cơ thể của chúng ta á, nó cũng chứa cả ánh sáng, cả không khí, cả nước. Và mở rộng ra thì nó cũng chứa cả sông, núi, biển, mây, trời, cây, cối, động vật, là những cái mà chúng ta ăn, chúng ta uống vào hàng ngày ấy. Và thậm chí nó cũng chứa đựng cả những cái người khác nữa, ở trong những cái tâm tư, tình cảm của mình. Và tất cả những cái người xung quanh chúng ta đều như vậy. Các cái cây, các cái sự vật trong cuộc sống ấy, nó đều là cái tổng hòa của tất cả các cái yếu tố ở trong vũ trụ này tạo nên. Cho nên mỗi một cái sự vật, dù là bé nhỏ như một cái ngọn cỏ chẳng hạn, hay là như một cái thân người của chúng ta, thì nó đều có những cái giá trị, nó đều là một cái vũ trụ thu nhỏ trong đó mà. Cho nên chúng ta cần phải trân trọng tất cả những cái sự vật, những cái hiện tượng ở trong cuộc sống này một cách không phân biệt. Thì đấy là cái mục đích khi mà chúng ta quan sát để nhận thấy rằng bản chất của các cái pháp thực ra nó là sự tổng hòa của cả vũ trụ. Và trên thực tế thì những cái pháp, những cái sự vật hiện tượng ấy, thực chất nó không mang một cái tính chất gì cả, nó là cái tính không. Và chính do cái cách nhìn nhận của mỗi một chúng ta mà nó sẽ tạo nên cái này, tạo nên cái kia. Ví dụ như là bạn quan sát thấy một cái chiếc áo màu xanh chẳng hạn, thì đấy là do cái nhãn căn này, là cái mắt của bạn á, nó kết hợp với cái sắc trần, tức là cái chiếc áo, cái sự vật đó. Để rồi á, khi cái nhãn căn nó kết hợp với cái sắc trần á, thì nó sẽ tạo ra cái nhãn thức, tức là cái sự nhìn thấy. Và thế là bạn sẽ nhận biết được đấy là cái chiếc áo màu xanh, là cái pháp. Tuy nhiên, nếu như bây giờ một người mù chẳng hạn, tức là nó thiếu đi cái nhãn căn, hoặc là bạn ở trong một căn phòng tối không có chút ánh sáng nào hết, thì tức là nó thiếu đi cái sắc trần á, thì chỉ cần thiếu một trong hai cái duyên đó thôi thì nó sẽ không thể tạo ra được cái nhãn thức. Và khi đó thì bạn sẽ không nhìn được cái pháp đó tồn tại, tức là bạn sẽ không thấy được cái chiếc áo đó, thì nó sẽ không có cái pháp đó tồn tại trong cái tâm thức của bạn. Cho nên á, vạn cái pháp ở trên thế giới này thực chất nó đều là ảo vọng do cái căn kết hợp với cái trần tạo ra cái thức, và từ đó thì chúng ta quan sát thấy được cái pháp. Cho nên là vui, buồn hay là bất kể một cái cảm xúc, một cái cảm nhận nào á, nó đều là phụ thuộc vào chính mỗi chúng ta, sự lựa chọn của mỗi người trước mỗi một cái tình huống á. Thì tại sao mình lại cứ phải nhìn nhận nó theo một cái góc độ tiêu cực và phản ứng một cách tiêu cực? Tại sao chúng ta không thử nhìn nhận nó theo một cái góc độ tích cực và phản ứng khác đi? Nó là phụ thuộc vào chúng ta và chả có ai đánh giá hay là bắt chúng ta phải thế này hay là phải thế kia cả. Tất cả là sự lựa chọn của mỗi người. Vậy thì làm sao chúng ta không lựa chọn những cái thứ tích cực để có lợi ích nhất cho bản thân mình? Cho nên tựu chung lại thì cái lối sống chánh niệm á, tức là chúng ta đặt trọn vẹn cái sự quan sát, cái sự lưu tâm của mình á, vào từng cái sự vật, cái hiện tượng, cái giây phút hiện tại trong cuộc sống này, nó sẽ giúp cho chúng ta bớt đi được những cái phiền muộn không đáng có. Nó cột cái tâm lại một chỗ và nó giúp chúng ta nhận ra được những cái giá trị đích thực của từng sự vật, từng hiện tượng ở trong cái giây phút hiện tại này. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta là cái phép tứ niệm xứ: quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã là như vậy. Thì mình nghĩ rằng là khi mà mình chia sẻ đến đây thì các bạn cũng đã hiểu được cái tầm quan trọng của nó và cái lợi ích của cái việc thực hành những cái phép quan sát đó trong cuộc sống hàng ngày như thế nào rồi. Trên thực tế thì cái phép tứ niệm xứ nó rất là thâm sâu, nó là một cái phép thiền của Đức Phật. Cho nên mình cũng không muốn đi quá là sâu, bởi vì nó có thể sẽ khiến các bạn bị rối. Và bản thân mình thì cũng chỉ là một người đang nghiên cứu, đang tu tập, đang thực hành, cho nên mình cũng không muốn đi quá là sâu, diễn giải quá là nhiều.
Mình tin rằng là tất cả những cái sự chia sẻ ở phía trên ấy cũng rất là đủ để cho chúng ta hiểu và áp dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày rồi. Thì mình cũng mong rằng cái video này, cái pháp tứ niệm xứ của Đức Phật ấy, sẽ giúp cho các bạn thay đổi được cái cuộc sống, bớt đi những cái đau khổ và nhận ra được những cái giá trị trong giây phút hiện tại hơn. Ok, và trong cái video này thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên đăng ký kênh cũng như là ấn nút chuông để nhận những thông báo mới của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.